một chiếc Daewoo Gencha được em Trâm giới thiệu trong ngày hôm nay nhá. Chiếc này 2008 số sàn, bán đủ xe, không taxi, không dịch vụ, không taxi và không dịch vụ nhá. Và chiếc này là động cơ máy 1.6 thôi. Tiêu hao nhiên liệu của nó rất là phù hợp luôn, có thể là phù hợp cho các bác mình về chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ cũng được luôn. Đây là phần nội thất bên trong của xe đây ạ. Nội ngoại thất của xe thì còn sáng sạch sẽ nhá. Nội thất của xe nó là màu kem, màu kem và màu đen. Đây là mẫu xe bản đủ con nhá, bản đủ. Đấy, em sẽ đóng cửa lại và quay các bác xem phần bên ngoài của xe. Chiếc xe có cái form dáng rất là đẹp, dòng xe Gencha form dáng rất là đẹp luôn. Tuy rằng là đời không cao và giá tiền thì cũng không cao, đúng không ạ? Màu đen nguyên bản luôn các bác nhá, đăng ký chính chủ biển 36. Xe thì cũng đã được lắp thêm một số những cái ốp như là đèn, như là một số những cái viền. Đấy, quay một vòng gửi tới các bác mình xem luôn. Xe thì cũng đã được lên bộ na lăng đúc rồi và có cam nùi ở phía góc táp lô nhá. Tiêm quay các bác xem sau. Đây là một vòng các bác mình xem, sơn xi của xe là rất sạch sẽ luôn. Các bác cho mình yên tâm nhá, là xe không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước. Đấy, thân vỏ thì cũng không bị mục mọt. Đấy rồi, ok, em sẽ quay gần hơn các bác mình xem nhá. Đối với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng dao động tầm khoảng trên dưới 7 lít trên 100 km. Và dòng Gencha này thì cũng giới thiệu với các bác là dòng này là một cái dòng nó cũng khá là lành và tiết kiệm nhiên liệu. Đồ đạc thay thế của dòng này cũng khá là dễ và rẻ nhá, rất là sẵn có trên thị trường luôn. Đấy, đây là phần hình thức bên ngoài của xe đấy ạ. Nước sơn của xe thì rất là bóng đẹp. Bên em có hỗ trợ hồ sơ nhá, để các bác mua về sang tên. Đấy, và có hỗ trợ vận chuyển nữa. Các bác nhà mình nếu mà bận hoặc là vì một lý do gì đó không đến xem xe được thì bên em sẽ có sự hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhá, cho dù là các bác ở bất cứ tỉnh nào. Em quay gần các bác xem này. Nếu các bác thấy ưng chiếc xe này thì hãy gọi điện cho bên em để được tư vấn thêm theo số 0938586307 nhá. Đấy là số hotline, cũng là số Zalo Facebook của bên em luôn. Các bác xem thêm hình và cần tư vấn thì hãy liên hệ theo số điện thoại vừa em đọc nhá. Lốp của xe thì còn tương đối là dày, la răng đúc nhiều chấu. Gương thì cũng được ốp đi đốc rồi. Đăng kiểm của xe đến tháng 6 năm 2021. Này vẫn còn dài. Đấy, vào đây lóc đây. Đấy, lóc của xe đây. Đấy, chi tiết từng phần một gửi cho các bác xem nhá. Đấy, nước sơn của xe rất là bóng rồi. Rất là bóng luôn. Lốp la răng này. Những cái tay cầm, những cái ốp bình xăng, rồi ốp đèn đã được chủ trước người ta lắp thêm vào rồi. Đấy, những cái gioăng ở phần cánh cửa này. Kính được bọc dán 3M. Kính nhận lên xuống rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy rồi, bây giờ thì em sẽ quay các bác xem nội thất. Em mở cái cánh ra quay các bác xem nội thất nhé. Đây, mời các bác xem này. Đây nha, thì em sẽ quay các bác xem từ vị trí này trước. Đây, các bác xem nhé. Bản đủ thì nó sẽ hoàn toàn là gương kính chỉnh điện, kính chỉnh điện nhá. Còn thì gương của xe thì vẫn là gương cơ. Các bác về mình có thể độ lên gương điện được. Nội thất của xe cũng còn rất là sáng luôn, rất là sáng và sạch sẽ. Và những cái phần vách cửa này, vô lăng nhá,
Chiếc này có cái vô lăng rất là đẹp, cũng là một điều chứng tỏ cho các bác mình biết rằng là xe chạy ít, đúng không ạ? Cái vô lăng nó còn cái gai nó nổi lên còn rất là cao nhá. Đấy, những cái gai nổi lên còn rất là cao luôn. Để các bác xem này. Đấy, không bị mòn, không bị nó chỉ hơi bóng bóng ở hai cái cạnh thôi, cạnh bên kia và cạnh bên đây nhá, hơi bóng một chút thôi. Điều hòa mát, mọi chức năng của xe hoạt động đầy đủ luôn. Và đây chính là cái màn hình lùi của xe nhá, màn hình cam lùi. Đây đồng hồ này. Đấy, trước này thì cũng chạy được hơn 10 vạn rồi, tầm khoảng 15 vạn các bác nhá, 15 mới đến hơn 15 vạn. Cần số phanh tay đây. Chiếc xe có cái dàn âm thanh vẫn là nguyên bản. Hệ thống điều hòa vẫn sử dụng tốt hai chiều nóng lạnh. Trần vẫn là trần nguyên các bác nhá, vẫn là trần nguyên theo xe. Trần lý nguyên. Sàn bọc da rồi và có lớp nốt thảm ở trên nữa rồi. Ở những cái gioăng này của xe là không bị rách này. Những cái gioăng của xe là không bị rách nhá. Quay gửi tới các bác xem mình, các bác mình xem chi tiết từng phần một của chiếc xe. Các bác đúng chân hãy xem kỹ hết video của em nhé. Em sẽ quay tầm khoảng một lúc nữa. Đấy các bác xem này. Những cái gioăng cửa xe không bị sờn rách bất cứ cái nào. Đấy, cánh cửa đây, đắp đi cánh cửa tiếp theo. Rất nhiều các bác là cái phần này của xe nó bằng nhựa nhá, nó bằng nhựa, còn ở dưới nó bằng da, giữa là da. Quay các bác xem này, cái đồ nhựa xe nó còn khá là sáng, giữa được trang bị sơn sơn giả gỗ. Kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Anh Tuấn ơi, vào bộ ai đang lố tắt ngay cho em con xe đi với. Làm cái gì đấy, hỏng bộ đề rồi, cháy đề rồi. Không biết ai đang đang đề con xe mà. Vâng, mời các bác xem nhá. Đang có một ông ông trong đây không biết là ai. Không biết được là đề cái kiểu gì mà không biết đề. Vâng, quay trở lại với lại video. Để các bác mình xem nhé. Em quay kỹ các bác mình xem từng chi tiết một của chiếc xe. Để các bác cảm nhận nhé. Rồi, bây giờ sang bên đây. Nội thất rất là sạch sẽ, gọn gàng luôn. Đấy, phần cái đồ nhựa ở xe này, các bác xem này. Xe đời cũ cho nên là phải quay kỹ một chút đúng không ạ? Xe đời thấp và xe ít tiền cho nên là quay kỹ để các bác nhà mình biết về tình trạng của xe nó như thế nào. Bên em thì rất là nhiều xe với tầm tiền từ khoảng 100 triệu cho tới 500 triệu nhá, 5-600 triệu, rất là nhiều luôn. Các bác mà đang có nhu cầu mua ô tô cũ thì các bác hãy qua cửa hàng bên em để được xem xe. Những chiếc xe đẹp, chất lượng, giá thành hợp lý luôn nhá. Nói chung là làm sao đáp ứng cho các bác mình đủ những cái tiêu chí cần thiết. Đấy, táp lô đây. Và táp lô của dòng xe Gentra được thiết kế ra nhìn các bác có thể nhìn thấy rồi đúng không ạ? Nhìn rất là bắt mắt, rất là trẻ trung và thời trang. Xe này cũng đã được trang bị thêm một cái khóa khiển điều khiển từ xa nhá. Bộ ghế da vẫn còn đẹp. Sàn bọc da. Ở một vị trí nữa nhá, quay các bác mình xem. Đây phần cánh cửa đây ạ.
các bác mà xem chưa đăng ký kênh ạ, xem video của em mà chưa đăng ký kênh thì các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh để tiếp tục thường xuyên cập nhật, để thường xuyên theo dõi những cái mẫu video khác em đăng lên theo từng ngày từng tháng nhá. Bên em ngày nào cũng đưa lên tầm khoảng 3 đến 4 cái mẫu xe, 4 cái video đăng lên cho các bác mình xem trên như là kênh YouTube và kênh Facebook. Để các bác hãy ấn theo dõi để thường xuyên cập nhật, thường xuyên theo dõi những cái mẫu video, những cái chiếc xe em đăng lên. Xe bên em bán thì các bác yên tâm, đảm bảo cho các bác về chất lượng, xe không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ. Rồi bây giờ thì sẽ đến cái phần khu vực khoang máy của xe, mời các bác đón xem nhé. Mời các bác đón xem phần khu vực khoang máy này. Máy của xe này rất là đẹp nhá, máy khô khan sạch sẽ, không bị ngấm dầu chảy mỡ gì. Đấy, động cơ khoang máy của xe đây ạ. Ở động cơ 4 máy 1.6. Đấy, em cũng đã giới thiệu qua rồi đúng không ạ? Các bác thấy đây, máy của xe nó rất là khô khan sạch sẽ luôn. Và bây giờ thì qua loa phần khu vực gầm của xe nhé. Đây gầm đây ạ. Gầm không mục một. Đây sang bên đây. Đây gầm đây. Các bác cùng xem nhé. Đây gầm cũng đã quay các bác xem. Cũng đã quay xem rồi đúng không ạ? Đấy rồi ok. Cũng đã tả và đã quay các bác xem chi tiết về chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất năm 2008 này rồi. Các bác đang quan tâm, đang tìm mua dòng này thì hãy liên hệ cho bên em được tư vấn nhé. Và địa chỉ xem xe ở tại phố Nguyễn Thời Trung, gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất. Ok, em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác vào những cái video lần sau nhé.